đâu cả nhà. Bữa nay nắng nóng quá nên Tiến mới đầu tư được một cái nón như thế này đây, đẹp không các bạn? Đây là mình đang đứng ở địa điểm vị trí của thị trấn Côn Đảo nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái resort ở Côn Đảo, nó đạt tiêu chuẩn 3 sao. Tại vì tính nó đạt tiêu chuẩn 3 sao là tại vì ở đây là chất lượng và dịch vụ thì tương đương với 3 sao, nhưng mà chưa có được cấp phép 3 sao. Thành ra phải gọi là tương đương với 3 sao thôi. Chưa có gắn cái nhãn hiệu 3 sao ở đây. Đây là resort Côn Đảo nha các bạn. Đây, mình đang review cái khung cảnh phía trước của cái resort Côn Đảo này nha các bạn. Wow, tuyệt vời không cả nhà? Wow, nắng lên tuyệt là đẹp. Núi nha các bạn, có nghĩa là mình cái view mình hướng ra ngoài đây thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ giá nó sẽ gấp đôi đó. Ở đây mình có dịch vụ tắm nước ngọt nè, có hồ bơi luôn nè, tất nhiên là miễn phí rồi. Ở đây chỉ có 2 lầu thôi. Mình sẽ đi vòng vòng đi xuống đây nha. Bây giờ 11 giờ trưa nắng này, có chú này đang tắm. Ở đây mình muốn tắm nước ngọt cũng được. Biển thì có, ngoài xa có biển luôn nha cả nhà. Đây là khu vực biển, cà phê, ngồi chờ cái view ngoài xa. Nhìn vô cái phòng, có những cái phòng đây. Mỗi sáng mà thức dậy là đứng trong một cái khung cảnh như thế này thì tuyệt vời, còn gì bằng nữa nè. Đây là buffet sáng tại resort Côn Đảo nha các bạn. Con gửi cho cả thế giới luôn. Giống vậy à. Chứ ở mình sẽ quay phim mình gửi cho cả thế giới luôn chứ không có gửi cho riêng một người nào xong cả. Tôi về tôi phê với chồng tôi nữa. Mà cái nhà ăn sáng nha. Mình còn đang có mặt tại resort Côn Đảo đây. Có những cái món mà mình chưa bao giờ ăn nên mình sẽ ăn thử. Đây là cái món súp bí đỏ. Ở đây thường thường thì thấy cháu của mình 3 tháng tuổi nó hay ăn. Nhưng mà mình giờ em không thấy tuổi mình đã mình không biết cái này ăn nó sao nên mình lấy mình ăn thử. Mình là 300 tháng tuổi rồi. Ừ, 300 tháng tuổi. Súp bí đỏ ngon vợ mới nhân mà. Ủa cái này người ta nấu cho em bé ăn á. Thiệt luôn á chị ba. Người ăn kiêng. Thế hả? Ừ. À mình cũng ăn kiêng mà. Còn mình ăn cả món. Ê, cái hộp mạnh còn để trên bàn. Mạnh Hà Nội. Đằng nào? Để trên đó. Ăn hết thôi, ăn quá cả nhà ơi. Ngày nào mình để thì tiếp lại sao nha. Không ai để đi lên vô lấy đi vô lấy. Đang quay phim con đâu đi được. cho tập trung vô cái mặt này đi, chừa tôi ra đi. Bây giờ tôi không có lại gì đây nữa hết á. Để nghe chỗ nào. Tôi lấy đây. Nắng lên rồi bây giờ tiếp sẽ quay biển. Đây là view từ một cái phòng nhìn ra phía xa nha các bạn. Sáng ngủ dậy các bạn. Để bưng tách cà phê ra đây ngồi. Uống một ly cà phê. Tôi rất là thích
không cảnh cây xanh. Đây là bản giá phòng nha cả nhà. Giá phòng 2019. Phòng hướng ra núi là 1.800.000. Phòng hướng ra núi chết ngóc là 2.200.000. Nói chung là cái tùy theo cái view hướng biển thì giá nó mắc hơn nha cả nhà. Dao động từ 1.800.000 cho tới 4.200.000. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của Tuyết nha. Đừng quên cho Tuyết một nút like, một comment và một cái subscribe nha các bạn. Thank you so much. I love you. Tuyết vẫn thích đứng ở đây nhiều lắm đó.